Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bộ môn giáo dục kỹ năng sống và với chủ đề là lăng kính nghề nghiệp và tiết học được mang tên là chuẩn bị cho nghề nghiệp. Ê, các bạn biết không, đây có lẽ là một câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh đã hỏi thầy, đó là thầy ơi, để chuẩn bị nghề nghiệp em cần phải chuẩn bị những gì? Đâu là những điều mà em cần phải làm để cho em chọn một cái công việc thật là phù hợp nhất và đúng với em nhất? Thì trong tiết học này, thầy sẽ giải đáp cho tất cả các bạn luôn. Wow, tuyệt vời phải không nào? Và với yêu cầu của thầy, những yêu cầu như sau: đầu tiên, lưng ngồi thẳng, mắt thì nhìn tập trung vào trong màn hình. Điều thứ hai đó là các bạn cần phải có cho mình một cuốn sổ tay, một cây bút để tự bản thân mình ghi lại những điều mình thắc mắc, những điều mình học được và những câu hỏi thầy sắp sửa đưa ra cho các bạn. Được hai các bạn ha. Và bây giờ tiết học chuẩn bị cho nghề nghiệp được phép bắt đầu. Đầu tiên, thầy sẽ có một trò chơi được mang tên là thách thức bí ẩn dành cho các bạn. Như các bạn quan sát trên màn hình, sẽ có 4 ô chữ hình hàng ngang và thầy sẽ cung cấp cho các bạn một số câu hỏi và dựa vào câu hỏi của thầy cũng như là số từ khóa đằng sau ô chữ kia, các bạn thử trả lời xem đó chính là đáp án gì. Được hai các bạn ha. Và gửi cho các bạn luôn 4 câu trả lời này, nó có liên quan đến cái tên bài học là chuẩn bị cho nghề nghiệp. Rồi, chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên như sau. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: đây là một bước phát triển trong thời đại của chúng ta, sẽ có bao gồm 2, 4, 6, 8, 10 ô chữ. Các bạn thử suy nghĩ xem ha. Rồi, để cho các bạn tìm hiểu và có thông tin kỹ hơn, các bạn có thể suy nghĩ trong vòng 5 phút. Nếu như bây giờ thầy nói tiếp, thì các bạn có thể dừng lại và suy nghĩ xem, tự bản thân mình xem, đây là một bước phát triển gì trong thời đại mới của chúng ta. À, rồi, các bạn thử suy nghĩ nha. Và bây giờ để giúp cho các bạn ha, thầy sẽ lật từng ô chữ xíu. Đầu tiên đó là chữ cờ. Chữ cờ, đáp án gì có chữ cờ ta? Rồi, chữ cờ. Rồi, bấm tiếp. Tục là số 0. Wow, thầy tin chắc rằng một số bạn đã biết rồi đúng không? Rồi, thầy đã chia sẻ với các bạn luôn ha. Đó chính là công nghệ 4.0. Đó chính là đáp án này. Và đây chính là một bước phát triển trong thời đại của chúng ta. Công nghệ 4.0 được hiểu là một công nghệ thông minh, nó giúp cho chúng ta hiện đại hóa tất cả mọi việc và nó được áp dụng vô để cho cái năng suất sản xuất của mình thật là hiệu quả, và áp dụng đặc biệt nhất trong vấn đề là dây chuyền sản xuất. Nó sẽ thay thế được sức của con người. Ví dụ, hồi xưa để chở một cái xe hàng tới đó thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người sẽ khinh xuống nè, sau đó phải kiểm tra về số lượng hàng tồn kho. Nhưng hiện nay với công nghệ 4.0 này áp dụng vào máy móc sản xuất tiên tiến thì đôi khi chúng ta chỉ cần duy nhất một người thôi là cái người sẽ kiểm tra xe, sau đó cho xe vô, rồi công nghệ sẽ dây chuyền sẽ làm tất cả mọi thứ luôn. Công nghệ có thể làm việc 24/24, bạn chỉ cần cung cấp nó năng lượng như là xăng nè, như là dầu nè, là pin thôi, và bạn thấy năng suất sẽ lên rất là tuyệt vời. Thầy chỉ giới thiệu sơ lược như vậy thôi ha, còn những yếu tố sau các bạn sẽ tự tìm hiểu sau. Rồi, câu thứ hai, đây là khó khăn hay gặp phải với người lớn tuổi, bao gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 từ khóa. Các bạn hãy suy nghĩ xem đó là những khó khăn của người lớn gặp phải trong vấn đề là hiện nay. Rồi, thầy chia sẻ với các bạn ha, đó chính là công nghệ thông minh là đáp án chính xác. Công nghệ thông minh này được hiểu là hiện nay là những cái app nè, là những ứng dụng nè, là những mạng xã hội nè. Hãy tin chắc rằng với những bạn trẻ, đây sẽ được xem là một cái công nghệ giúp các bạn cực kỳ nhiều. Đặc biệt, giúp cho các bạn phải tra cứu một thông tin cực kỳ nhanh và các bạn sẽ biết rất nhiều thứ luôn. Có khi mình đang ở nhà mà mình biết được thông tin ở bên bán cầu trên thế giới này có xảy ra điều gì, và đôi khi mình ngủ dậy mình biết được là tối ngày hôm qua xảy ra điều gì. Và đó chính là ứng dụng công nghệ thông minh, nó giúp cho rất là nhiều người. Nhưng với một số người lớn tuổi thì công nghệ này sẽ giúp cho họ rất là khó khăn trong việc sử dụng và biết được điều đó, đôi khi nó sẽ là phiền phức luôn. Được ha. Và với công nghệ thông minh này, thầy nghĩ rằng với những người trẻ học hỏi quan sát được thì nó sẽ là một bước chuẩn bị cực kỳ nhiều cho các việc là chuẩn bị nghề nghiệp của các bạn. Tiếp theo, đây là thứ chúng ta học hàng ngày và cần phải rèn luyện thêm để thành công. Đó, nghĩ luôn ha. Rồi, đó chính là kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm
nó sẽ khác với, nó sẽ bổ trợ cho kỹ năng cứng của chúng ta. Kỹ năng cứng sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc một cách tốt nhất, nhưng kỹ năng mềm sẽ là kỹ năng chúng ta bổ trợ cho trong công việc của kỹ năng cứng, và đôi khi nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển thêm các mối quan hệ và giúp cho chúng ta giao thoa với mọi người một cách thật là hiệu quả. Có thể nói là kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng làm việc nhóm nè, kỹ năng tư duy sáng tạo nè, đó chính là một số kỹ năng giúp cho chúng ta cộng với kỹ năng mềm mà sẽ là một bước phát triển trong cái thế giới hiện nay. Được hai các bạn ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thứ ta không thể suy ra phần lớn phụ thuộc vào thời gian. Câu cuối cùng này thầy sẽ cho các bạn tự suy đoán xem đó là cái gì. Đó, đầu tiên nhắc lại ha. Thứ ta không thể suy ra mà phần lớn phụ thuộc vào thời gian. Bắt đầu bằng chữ K. Rồi, K là gì ta? Rồi, gửi tiếp ha. Chữ N. Rồi, chữ Y. Chữ G. Chữ N. Chữ H. Chữ H. Chữ Y. Chữ E. Và chữ M. Đó chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm sẽ là một thứ vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một người nào. Nó sẽ phụ thuộc vào thời gian của các bạn làm công việc đó. Ví dụ, với một người họ làm luật sư, nó sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ví dụ bạn là một người mới vào nghề, hoặc là bạn là người làm lâu rồi, thì tin chắc một người làm lâu rồi họ sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và đôi khi người ta sẽ nói rằng gì, kinh nghiệm sẽ là một trong những yếu tố quyết định bạn làm việc công việc đó có tốt hay không. Đôi khi kinh nghiệm nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề mà chúng ta trong lúc chúng ta học nữa, chứ không phải là chỉ việc chúng ta đi làm thì chúng ta mới có kinh nghiệm không. Được ha, đây là một cái khái niệm mà hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu. Nên trong thời gian này mình học ở ghế nhà trường thì hãy học thật là tốt, hãy học thật là tốt để sau này mình dùng những cái kinh nghiệm trong ghế nhà trường, từ sách vở nè, từ chúng ta giao tiếp và chúng ta cách đặt câu hỏi với giáo viên nè, thì giáo viên sẽ là người chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm. Dựa vào kinh nghiệm đó, các bạn sẽ thấy là sau này mình áp dụng nó thật là tốt, nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Được hai các bạn ha. Thì đó chính là bốn cái thông điệp đầu tiên mà thầy chia sẻ cho các bạn đầu tiên, đó chính là công nghệ 4.0, công nghệ thông minh, kỹ năng mềm, và cái cuối cùng là kinh nghiệm. Được ha. Rồi, thì đó chính là hoạt động đầu tiên dành cho các bạn. Và bây giờ thầy sẽ chia sẻ tiếp theo một cái hoạt động, đặt ra một câu hỏi cho các bạn, đó là theo các bạn, với một công dân toàn cầu hiện nay, mình nói là công dân toàn cầu luôn bởi vì nó là một thế giới hiện đại rồi mà bắt buộc mọi người phải hòa nhập với nhau, thì theo bạn, một công dân toàn cầu thì có những cái yếu tố gì, những cái đặc điểm gì? Được ha. Bây giờ mỗi bạn sẽ có một nhiệm vụ như sau. Mình hãy lấy vở mình ra, mình ghi một câu hỏi là theo bạn, với một công dân toàn cầu cần những đặc điểm gì và những yếu tố gì? Thầy sẽ gửi cho các bạn đầu tiên, đó là khả năng ngoại ngữ, để các bạn có thể hình dung ra. Ví dụ Việt Nam thì nói là gì? Là việc xin chào. Nhưng với người nước ngoài họ sẽ nói là hello, hola, bonjour chẳng hạn đi ha, là ni hao đi. Một số ví dụ cho các bạn. Vậy với một công dân toàn cầu thì họ sẽ còn những đặc điểm gì nữa? Rồi, các bạn sẽ có 10 phút. Đây được xem là những yêu cầu để mình làm tốt hơn. Được ha. Rồi, đầu tiên thầy sẽ chia sẻ luôn ha, để cho chúng ta học thật là hiệu quả hơn. Và vẫn yêu cầu các bạn làm trước khi thầy chia sẻ đầu tiên, đó là khả năng ngoại ngữ. Và xin thưa các bạn, khả năng ngoại ngữ hiện nay được hiểu là nó không phải là một yếu tố bắt buộc nữa. Mà bởi vì sao? Bởi vì hiện nay ngoại ngữ là một yêu cầu thiết yếu rồi, và ai cũng cần phải biết ngoại ngữ hết. Hãy đặt ra một câu hỏi, nếu như bây giờ bạn chưa tốt thì liệu rằng bao giờ bạn mới tốt ngoại ngữ? Và hiện nay tiếng Anh được xem như là một ngôn ngữ thông thường luôn rồi, chứ không phải là một ngôn ngữ mà có người biết có người không. Và ngoại ngữ sẽ giúp cho các bạn thăng tiến trên bước đường sau này chọn nghề nghiệp của mình rất nhiều. Và một thông tin như thế này, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay không giỏi tiếng Anh, và điều đó chính là một cản trở rất nhiều cho các bạn phát triển công việc của mình, đặc biệt là trên thế giới và khả năng nước ngoài. Một hai bạn có năng lực cùng với nhau được tuyển dụng vào một công ty, nhưng đặt ra một câu hỏi là chúng tôi đang cần một người có thể giao lưu với nước ngoài, có thể đi công tác nước ngoài, phụ thuộc vào yếu tố ngoại ngữ, bạn không biết sẽ rất khó khăn cho bạn. Cái thứ hai, sẽ có những tài liệu, những thông tin, những kiến thức
chính thống và rất là hay từ nước ngoài để bạn cần những tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh để bạn dịch ra và bạn hiểu nó sâu sắc hơn. Nhưng nếu như bạn không biết thì rất là hạn chế cho các bạn rất là nhiều. Nên khả năng ngoại ngữ này sẽ là một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng. Đó là lý do tại sao thầy đã chia sẻ với các bạn ngay từ đầu tiên. Được ha? Bây giờ thầy sẽ chia sẻ một số cái yêu cầu tiếp theo giúp cho các bạn có thể hình dung ra được một người chiến lược gia tương lai như thế nào và công dân toàn cầu như thế nào. Các bạn thử xem có giống đáp án với thầy không, và liệu rằng đáp án của mình nếu như không giống thì bạn sẽ giải thích như thế nào về đáp án của các bạn vừa đưa ra. Được ha? Rồi, tiếp theo đó chính là khả năng sử dụng công nghệ. Người ta nói rằng nếu như bạn sử dụng công nghệ một cách thành thạo thì có nghĩa là bạn đang điều hành được cả thế giới trong tay của các bạn. Thầy nhắc lại ha, đó là nếu như bạn sử dụng công nghệ một cách thành thạo thì chứng tỏ một điều, bạn có thể điều hành cả thế giới trong tay của các bạn. Hãy thử xem, hồi xưa nếu như mình có rất là nhiều vật dụng xung quanh mình, nhưng hiện nay chỉ cần một cái điện thoại thôi, bạn có thể làm tất cả mọi thứ trên đó, từ nhắc nhở việc hàng ngày, từ báo thức, từ kiểm tra sức khỏe, về học, rất nhiều thứ trên đó, mà thay vì bạn sẽ có rất là nhiều thứ khác. Và ngoài ra chúng ta thấy là việc hiện nay những cái phần mềm và những cái app ứng dụng nó đã rất là phổ biến rồi. Người ta sử dụng quản lý con người và đồ vật trên toàn là công nghệ hết. Nên có thể nói là gì, nếu như bạn nắm bắt được công nghệ thì bạn đang nắm bắt được cả thế giới trong tay của các bạn. Nên ha, hiện nay một số công việc nó liên quan đến công nghệ nó được phát triển là lý do tại sao vì đó. Rồi, tiếp tục. Đó là ý thức về môi trường và cộng đồng xung quanh và nắm bắt tình hình của thế giới. Mình ở Việt Nam nhưng mình cần đòi hỏi là gì, mình cũng phải biết xung quanh nó như thế nào. Và mình có khi mình chạy trước thời đại nữa. Rồi, tiếp tục. Lời yếu tố tiếp theo là khả năng làm việc chủ động, khả năng tự lập trong cuộc sống và khả năng tư duy độc lập. Tư duy sáng tạo hiện nay đây là một yếu tố bắt buộc với một người trẻ. Và hiện nay chúng ta sẽ cần là một người làm rất là nhiều công việc khác nhau với một người, chứ không phải đòi hỏi là chúng ta phải có rất là nhiều người. Và đòi hỏi bạn là gì, một lúc bạn có thể làm rất là nhiều việc, nhưng hãy làm việc một cách tốt nhất có thể và độc lập bản thân mình tự chủ mình, chứ không phải là mình cần quá nhiều sự trợ giúp của người khác. Và hiện nay các bạn có thể thấy rất nhiều bạn trẻ hiện nay đã khởi nghiệp, đã start up rồi. Đó là một trong số vấn đề. Và hiện nay chúng ta thấy là gì, tỷ lệ người trẻ thành công rất là nhiều, và họ thành tỷ phú, họ thành triệu phú rất là nhiều. Thì đó chính là một cái yêu cầu thầy đưa ra, đặc điểm thầy đưa ra cho các bạn tiếp theo. Và tiếp theo, cái cuối cùng là trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết. Tranh luận hùng biện làm việc nhóm, hay là những kỹ năng quản lý thời gian nè, kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng đào tạo nè. Đó, thì đó chính là một trong số những kỹ năng cần thiết trong hiện nay. Mình hùng biện để làm gì? Mình biết được nhiều thêm thông tin, mình tập luyện cho khả năng giao tiếp của mình. Và hiện nay thầy muốn rằng là gì, các bạn học sinh hãy cố gắng giao tiếp một cách tốt nhất có thể, nhưng mở ngoặc đơn là gì, lành mạnh. Được ha các bạn ha. Thì đó chính là những cái nội dung mà thầy hôm nay đã chia sẻ cho các bạn. Hãy kiểm tra xem những kiến thức vừa rồi với một công dân tương lai thầy trang bị cho các bạn, liệu xem bạn có hay chưa. Nếu chưa có hãy trang bị cho nó. Cái thứ hai, nếu như những cái nào bạn viết ra mà không trùng ý kiến với thầy, đừng xóa nó, hãy cứ để đó và bạn hãy chứng minh là gì, bạn nó cần thiết và bạn làm được. Được hai các bạn ha. Thì qua ngày hôm nay sẽ có những điều sẽ còn rất nhiều nữa cần chúng ta đòi hỏi, chúng ta biết thêm và cần thời gian. Thầy chỉ chia sẻ với các bạn một góc độ nào đó trong cái vấn đề là chúng ta chuẩn bị cho nghề nghiệp thôi. Hãy nhớ công nghệ 4.0, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm, kinh nghiệm sẽ là một cái điều đó chuẩn bị cực kỳ nhiều cho các bạn luôn. Ngoài ra còn ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, biết nắm bắt tình hình và am hiểu về công nghệ sẽ là một thứ giúp cho các bạn và trang bị cho các bạn trong hành trình chọn nghề nghiệp và làm nghề của các bạn cực kỳ nhiều. Chúc các bạn sẽ học thật tốt nhiều hơn và lắng nghe thật tốt hơn và có cho mình những bài học thật là ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.